các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 1 tới câu 2 và từ câu 11 tới câu 18 nhân ngày giáo hội mừng lễ kính thánh nữ Maria Magdalena 22 tháng 7 và bài suy niệm sau đây. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói người ta đã đem Chúa đi ra khỏi mộ rồi và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdalena đứng ở ngoài gần bên mộ mà than khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc, bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm buồn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Giêsu gọi bà Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Các bạn thân mến, Maria Magdalena mà hôm nay ngày 22 tháng 7 giáo hội mừng kính là người được Chúa Giêsu chữa khỏi bảy quỷ theo tin mừng Thánh Luca chương 8 từ câu 1 tới câu 3. Maria Magdalena là một trong những người đã giúp đỡ Chúa Giêsu và nhóm 12 theo tin mừng Thánh Luca chương 8 từ câu 2 tới câu 3. Maria Magdalena là một trong những người đứng dưới chân thập giá cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan Tông Đồ. Khi táng xác Chúa, Maria Magdalena và Maria vợ ông Cleopas đã ngồi trước mộ thánh của Chúa Giêsu. Maria là một trong những nhân chứng chính thức đã được chọn để chứng kiến sự phục sinh và loan báo tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Maria Magdalena vào lúc ban đầu đi ra thăm mộ với những bước đi nặng nề, lòng đầy sợ hãi và tâm hồn lạnh lẽo, đau khổ, bỗng bất ngờ trở nên vui tươi rạng rỡ vì gặp được Đấng phục sinh. Các bạn thân mến, quả thật Đấng phục sinh thường đến với con người vào những lúc bất ngờ nhất và dưới những hình dạng con người không hề chờ đón. Niềm tin và sự gặp gỡ của con người với Đấng phục sinh thường đến sau những đổ vỡ, mất mát, thất bại và khổ đau. Điều này đã diễn ra với hầu hết tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu. Vào giữa lúc họ buồn bã quay về làng cũ, họ đã gặp Ngài. Vào giữa lúc họ từ bỏ Chúa Giêsu để trở về lại sau chuyến bôn ba của cuộc sống, thì Ngài đã đến với họ. Ngài cũng đến với họ khi họ giam mình trong sợ hãi buồn phiền. Maria Magdalena cũng được gặp Ngài giữa tiếng khóc than và khổ đau thử thách. Chính những lúc đó, Maria Magdalena tưởng mình đã mất tất cả. Nhưng trái ngược lại, bà đã được tất cả vì đã gặp được Đức Kitô. Và Chúa Giêsu đã đến với bà. Cũng vậy, thưa các bạn, lòng tin của mỗi người chúng ta luôn gặp khủng hoảng. Đó là những chướng ngại trên bình diện trí tuệ của chúng ta không? Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng vò đầu vứt tai với những tư tưởng này nọ và cũng đừng hành hạ trí não của chúng ta với những nghi hoặc của mình. Nhưng hãy tìm kiếm Chúa Giêsu với tất cả tấm lòng, tình yêu. Rồi sau đó, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng của Ngài soi dẫn. Có lẽ tại chính giáo hội gây khó khăn cho lòng tin của chúng ta chăng? Nhưng
Thưa các bạn, chúng ta cũng đừng vò đầu bứt tai vì những cờ xí rườm rà với những hình thức lễ nghi bề ngoài. Nhưng hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Ngài là Đấng Thánh, Ngài ở trong và hiện diện nơi sách Tin Mừng, trong các bí tích thánh thể, trong những buổi phụng vụ. Và qua đó sẽ làm cho chúng ta hiểu rằng chính Chúa vẫn sống trong giáo hội. Chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng những thiếu sót, những khuyết điểm, những bất toàn của giáo hội gồm những con người không hoàn toàn, sẽ không là chướng ngại ngăn cản cuộc đối thoại của chúng ta với Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta cũng gặp khó khăn vì những luân lý đạo đức gây chướng ngại cho chúng ta chăng? Chúng ta hãy đến với Chúa Kitô, hãy nài xin Ngài giúp đỡ chúng ta và nâng đỡ chúng ta đứng dậy có những sa ngã vấp phạm đó với tâm hồn sám hối qua bí tích cao dài. Nếu mỗi người chúng ta thành tâm và quảng đại, thì những cuộc khủng hoảng lòng tin của mỗi người chúng ta sẽ không gì khác hơn là những cuộc khủng hoảng giúp phát triển và trưởng thành. Cuộc khủng hoảng cũng giống như là củi để đốt lửa. Nó sẽ soi sáng chúng ta và giúp chúng ta yêu thương nhiều hơn. Nhưng tin vào chúng ta phải thành tâm và tin tưởng không mệt mỏi. Cả những khi trên trần gian này muốn vây hãm cuộc sống của chúng ta và kìm giữ chúng ta sống mãi trong tình trạng âu trĩ, đó là bằng những ảo ảnh của chúng đi nữa. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta. Lạy Chúa, vì tin yêu mà Maria Magdalena đã vượt qua được tất cả chướng ngại của cuộc sống hầu đến gặp gỡ Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng luôn có được một lòng tin yêu mạnh mẽ nơi Chúa, để chúng con dám can đảm đến với Chúa và đem Chúa đến cho tất cả những ai đang cần sự hiện diện của Chúa. Lời khen Chúa Kitô. Hẹn gặp lại các bạn trên những video clip sắp tới của tôi, và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy an vui.